Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Chúng ta cùng tiếp tục trở lại với cuốn sách Chuyện nhỏ đời văn của tác giả linh mục Antonio Butchert, Dòng Chúa Cứu Thế. Phần 3: Tạm trú ở nhà dì Khánh. Văn chưa được 4 tuổi thì gia đình lại có thêm cô em gái Anne Mary Tế. Tên ghép của Văn và Tế có nghĩa là nghi thức niệm cầu. Người em gái mà Văn đã nhiệt tâm cầu xin Đức Mẹ, và bây giờ Văn nóng lòng đợi chờ được chơi với em, chơi rước hội và cùng em thực hiện nhiều dự định khác nữa. Văn muốn nâng niu, ôm ấp, hôn em, nhưng mẹ lại lo ngại về những dự định của con trai và quyết định gửi Văn đến ở nhà một người dì. Dì Khánh ở Từ Sơn, Quá Bụa, mẹ của 4 đứa con, 3 trai và 1 gái. Ở nhà người dì, Văn sống vui vẻ và trong tình thương yêu huynh đệ. Những ngày đầu Văn rất nhớ gia đình vì chưa bao giờ phải xa cha mẹ và hàng ngày cứ đòi về ngâm giáo. Nhưng sau một tuần, Văn đã hòa nhập vào cuộc sống mới. Sự hụt hẫng to lớn nhất đối với Văn là không gian mộ đạo không giống như ở làng quê của mình. Từ Sơn là một làng ngoại đạo, chỉ vài gia đình theo đạo Thiên Chúa. Ở đây không có sự hiện diện trực tiếp của cha xứ, rất ít và hầu như không có người có cảm tình với đạo giáo, không lên lễ thường nhật ở nhà thờ. Nhiều trẻ nhỏ trong làng sống rất phóng đãng, ăn nói thô lỗ và không có đức tin về đạo giáo. Ngay cả đường hướng về giáo dục cũng vậy. Dì Khánh cấm chỉ không cho các con của mình chơi với lũ trẻ hung dữ này. Dần dần, Văn vui vẻ ở gia đình của người dì như ở nhà cha mẹ mình. Trong khi mọi người đi làm việc, Văn leo núi. Các đỉnh núi cao nhất đã thu hút lôi kéo Văn trèo lên để được phóng tầm nhìn của mình xa hơn, và nhất là để được đọc kinh lần tràng gần Đức Mẹ hơn. Đọc kinh xong, Văn bắt chước học tập theo gương các nhà tu sĩ. Tối đến, mọi người đã tề tựu, dì Khánh bắt đầu kể những câu chuyện vui, rồi dì đọc sách cho mọi người nghe về cuộc đời của các vị thánh. Văn rất ham mê những buổi đọc sách mộ đạo này và nhớ hết đến từng chi tiết. Hôm sau, Văn tranh thủ làm theo những đức tính cao đẹp đã tiếp thu qua buổi đọc sách tối hôm trước. Các anh chị em họ đã trêu chọc Văn bằng cách gọi cậu với cái tên rất thân ái: cậu Thánh Tí Hon. Tâm hồn thơ ấu của Văn giản dị và tinh khiết đã biết được các niềm vui tinh thần và sống với hình ảnh Đức Mẹ luôn ở bên mình.